Xin chào bạn. Để tôi hỏi bạn câu này. Theo bạn thì tài sản nào là giá trị nhất đối với việc kinh doanh, bán hàng hay là công ty của bạn? Nếu câu trả lời ngay lập tức có trong đầu của bạn là tiền kinh doanh, là trang thiết bị máy móc, là sản phẩm hay nhân sự, thì đó chưa hoàn toàn là chính xác. Đúng là những nguồn lực đó rất quan trọng cho cái việc bạn duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng mà bạn có lẽ đã quên đi một tài sản cực kỳ quý giá mà theo tôi là quan trọng nhất. Đó là khách hàng hiện tại của bạn. Tới đây bạn có thể hỏi là tại sao khách hàng lại là tài sản? Họ chỉ là khách mua một hoặc là một vài sản phẩm của bạn thôi, có phải không ạ? Vậy thì để tôi cho bạn thấy một con số khảo sát thực tế được đưa ra như thế này. Đó là cứ mỗi một khách hàng vui vẻ, hài lòng với sản phẩm của bạn sẽ sẵn sàng giới thiệu thêm hai người khách hàng mới. Có thể là gia đình, là người thân, là bạn bè của họ. Một con số quá ấn tượng, có phải không ạ? Điều đó có nghĩa là nếu như bạn làm tốt công việc của mình thì bạn có khả năng chỉ cần đầu tư cho một khách hàng mà được tới 3 người. Quá tuyệt vời. Vậy thì nếu như bạn muốn biết các công ty lớn họ đang làm thế nào để đạt được con số này thì video ngày hôm nay là dành cho bạn. Bởi vì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 ví dụ về hoạt động cụ thể của các công ty để bạn có thể học tập và áp dụng vào trong công việc kinh doanh hàng ngày của mình. Nào, cách khai thác khách hàng hiện tại để giới thiệu thêm khách hàng mới trong mạng lưới quan hệ của họ được gọi là referral marketing. Hay là bạn tạo ra một chương trình để khuyến khích khách hàng giới thiệu những người quen của mình tới mua sản phẩm của bạn khi họ thấy hài lòng. Đây là một công cụ rất hiệu quả bởi vì theo thống kê của Nielsen, một công ty khảo sát thị trường hàng đầu thế giới, thì trong số 10 khách hàng mới thì có tới 9 người sẽ tin tưởng vào sự giới thiệu từ bạn bè của mình. Tức là 90% khách hàng tiềm năng nếu như được giới thiệu thì họ sẽ tin tưởng vào sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn. Con số về hiệu quả này chắc chắn là vượt xa so với hiệu quả của các hoạt động marketing truyền thống mà bạn đang làm, có phải không ạ? Đó là bởi vì chúng ta tận dụng sức mạnh của word of mouth, tức là sức mạnh của việc truyền miệng để tiếp thị và bán hàng. Tất nhiên, đây là một hoạt động marketing, cho nên không phải bạn cứ tạo ra cái chương trình đó thì khách hàng sẽ tìm tới. Bởi vì chương trình này cần phải được thiết kế cho đúng đối tượng, với đúng nội dung và cách thức triển khai. Vậy thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 case study, tức là 3 ví dụ cụ thể về cách các công ty tên tuổi hiện nay trên thị trường đang triển khai chương trình giới thiệu khách hàng này như thế nào để bạn tham khảo và sáng tạo cho công việc kinh doanh của mình. Tôi sẽ không đưa ra các ví dụ về công ty ở Việt Nam để tránh việc bạn hiểu lầm là tôi đang quảng cáo cho họ. Có rất nhiều công ty tiếp cận tôi để được quảng cáo, nhưng mà tôi sẽ không quảng cáo hoặc là PR cho bất cứ ai mà tôi không sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc là không hiểu rõ về chất lượng của họ. Bởi vì tôi không muốn bạn bị ảnh hưởng bởi những cái sự giới thiệu đó. Còn nếu như bạn muốn biết công thức để triển khai như thế nào cho hiệu quả các hoạt động giới thiệu khách hàng như thế này, thì hãy comment ở phía dưới video này, đó là: tôi muốn khách hàng giới thiệu sản phẩm của mình tới nhiều người khác. Tôi sẽ nói về nội dung đó ở video tiếp theo, có được không ạ? Rồi, đầu tiên là chương trình giới thiệu của một công ty tỷ đô kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nhưng lại không hề sở hữu một bất động sản nào cả. Đó chính là Airbnb, công ty cung cấp dịch vụ kết nối giữa người chủ sở hữu bất động sản với những người có nhu cầu về nhà ở thông qua các nền tảng của họ. Trong video này thì tôi sẽ không nói về mô hình kinh doanh, cho nên bạn có thể lên Google để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động và mô hình kinh doanh của các công ty mà tôi đề cập trong video ngày hôm nay. Nhưng mà tôi tin bạn chắc chắn đã nghe qua cái tên Airbnb này. Bởi vì có rất nhiều người đã chuyển hướng sang kiếm tiền bằng hình thức kinh doanh Airbnb này trong một vài năm gần đây. Điều tôi muốn chia sẻ với bạn trong video này đó là cách mà công ty Airbnb sử dụng referral marketing để tiếp cận tới nhiều khách hàng hơn một cách hiệu quả nhất. Mặc dù hiện nay Airbnb đã không còn triển khai chương trình này nữa, nhưng đây là cách đã giúp họ trở thành một thương hiệu tỷ đô hàng đầu trên thế giới. Đó là họ thiết kế một chương trình giới thiệu dành cho cả hai đối tượng: người có nhà cho thuê và người đi thuê nhà ở. Thứ nhất, khách hàng hiện tại sẽ được cung cấp một đường dẫn cho chương trình giới thiệu đặc biệt này. Họ có thể dùng cái đường link, đường dẫn đó trên website để gửi tới cho những người mà họ muốn giới thiệu. Nếu như mà cái người quen kia của bạn sử dụng cái đường link đó để đăng ký tạo tài khoản tại Airbnb và sử dụng dịch vụ qua đó, thì cả hai bên sẽ cùng được nhận 25 đô trong tài khoản của mình để sử dụng các dịch vụ trong tương lai của Airbnb. Và thứ hai, nếu như người được giới thiệu kia sau đó mang bất động sản của mình ra để cung cấp dịch vụ Airbnb cho những người khác,
thì họ sẽ được nhận 75 đô cho việc đó. Tôi nói đơn giản như vậy để bạn dễ hình dung. Tức là Airbnb khuyến khích và có quà tặng bằng tiền cho tất cả những người liên quan. Và bạn tham gia nhiều thì bạn sẽ được nhiều tiền hơn. Đó là cách họ làm các chương trình giới thiệu tới khách hàng mới. Và để bạn thấy được sức mạnh của chương trình này như thế nào, thì theo kết quả báo cáo của Airbnb, thì chương trình này đã đóng góp rất nhiều vào tăng trưởng hàng năm của công ty. Trong đó, có 5 cái con số tăng trưởng lên tới 300% chỉ từ một chương trình giới thiệu như thế này. Bạn thấy thế nào ạ? Như tôi đã chia sẻ ở phần đầu, 90% khách hàng được giới thiệu sẽ tham gia nếu như chương trình này được thiết kế đúng cách và nó đã rất hiệu quả dành cho Airbnb. Đó là ví dụ đầu tiên. Ví dụ thứ hai là chương trình giới thiệu cũng rất thành công của một trong những tên tuổi mới nổi trong ngành xe hơi thế giới. Cái tên mà dù sinh sau đẻ muộn, nhưng mà giờ đây lại trở thành một tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp ô tô, khiến cho các ông lớn như là Honda, Toyota hay là các hãng xe tên tuổi của Đức cũng phải dè chừng. Đó chính là Tesla, công ty bán xe hơi chạy bằng điện 100% của tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Đối với công ty này thì chắc không cần phải giới thiệu nhiều, bạn cũng đã biết về sản phẩm xe hơi mang đậm phong cách tương lai và công nghệ vận hành xe không người lái với hoạt động bằng điện 100% của họ, có phải không ạ? Vậy thì cái cách mà Tesla đã thiết kế chương trình giới thiệu khách hàng như thế nào trong thời gian đầu tiên? Đó là Tesla bắt đầu chương trình của mình bằng cách là, cũng tương tự như Airbnb, cả khách hàng mới và khách hàng cũ đều được nhận 1.000 đô credit, tức là tiền vào tài khoản của họ và họ có thể sử dụng để mua các sản phẩm tiếp theo của Tesla. Hay nói cách khác, đó là một hình thức giảm giá trực tiếp cho cả hai bên. Nghe rất đơn giản như vậy, nhưng mà cái tính hiệu quả của nó thì cực kỳ cao. Bởi vì chỉ với cái chương trình duy nhất này mà sau lần triển khai đầu tiên, hiệu quả của chương trình này là 40 lần, trong khi công ty này không hề bỏ ra một đồng nào cho quảng cáo cả. Rất ấn tượng có phải không ạ? Trong khi tất cả các hãng xe hơi khác trên thế giới thì phải chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho các hoạt động quảng cáo như là trên TV, trên banner, trên quảng cáo ngoài trời, thì Tesla có ngân sách quảng cáo là 0 đồng và họ đã thành công nhờ vào cái chương trình này. Tuy nhiên, cái chương trình giới thiệu thứ hai phiên bản 2.0 của Tesla mới là cao tay. Đó là họ không chỉ dừng lại ở việc được thưởng tiền credit như chương trình 1.0 nữa, mà công ty này đã tạo ra một cuộc đua dành cho những người đi giới thiệu với các giải thưởng mà tiền cũng không thể mua được tại thời điểm đó. Những người giới thiệu nhiều nhất thì sẽ nhận được một chiếc xe Model S P90, một viên sạc pin tại nhà và một chuyến tham quan tại nhà máy chính của Tesla. Đây là những giải thưởng mà dù có nhận được bao nhiêu tiền cũng không thể bằng được đối với những khách hàng trung thành, những fan trung thành của Tesla. Và để tôi cho bạn thấy được kết quả ấn tượng của chương trình giới thiệu phiên bản 2.0 này là như thế nào, thì đó là một trong những người chiến thắng tại các chương trình đó đã giới thiệu thành công 188 khách hàng khác trong vòng có 2 tháng và mang về doanh thu cho công ty là 16 triệu đô la Mỹ, chỉ từ có duy nhất một khách hàng chủ động đi giới thiệu người khác mà thôi. Bạn hãy nhớ ạ, một khách hàng trong 2 tháng mang về 16 triệu đô la doanh thu cho Tesla. Có lẽ không có một người sale bán xe hơi nào có thể mang về cái con số ấn tượng như vậy, trong khi công ty này không hề tốn một đồng tiền nào cho quảng cáo cả. Đó là ví dụ thứ hai về chương trình giới thiệu khách hàng mà bạn hoàn toàn có thể học hỏi và áp dụng vào cho công việc kinh doanh của mình. Ví dụ thứ ba, ví dụ sau cùng trong video này tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là chương trình giới thiệu của một công ty mà bạn chắc chắn đã nghe qua cái tên tuổi của nó và có thể đã từng sử dụng dịch vụ của họ tại Việt Nam nữa. Đó chính là Uber, công ty tiên phong trong hoạt động chia sẻ hành trình của khách hàng. Và cũng giống như Airbnb thì Uber là một công ty vận tải mà không hề sở hữu bất kỳ một phương tiện vận tải nào cả. Và cũng nhờ có chiến dịch giới thiệu khách hàng này cho nên Uber đã tạo nên lịch sử, đã thay đổi cả ngành vận tải và ngành taxi truyền thống. Và cách mà Uber làm cái chương trình giới thiệu của mình lúc ban đầu á, đó là mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ của Uber thì có thể giới thiệu bạn bè của mình đăng ký và sử dụng dịch vụ của Uber. Nếu như thành công thì cả hai bên đều sẽ nhận được 10 đô la tiền vào tài khoản để họ sử dụng cho các lần di chuyển sau đó. Và con số tiền thưởng này sau này đã tăng lên thành 20 cho đến 30 đô la cho mỗi một người khách hàng đăng ký mới. Cái con số này nhìn thì có vẻ không nhiều so với các công ty khác, nhưng mà thực ra lại rất hiệu quả bởi vì nó có thể đủ để dùng di chuyển cho vài chuyến đi ngắn hàng ngày, cho nên tạo được cái hiệu quả rất lớn. Ngoài ra thì Uber còn đưa ra chương trình thưởng cho tài xế khi giới thiệu các tài xế khác tham gia vào của công ty Uber với số tiền có thể lên tới là gần 1.800 đô la Mỹ. Đó là một cái động lực rất lớn khiến cho số lượng xe tham gia vào hệ thống của Uber tăng ngày một nhanh chóng. Và nhờ có chương trình này mà chỉ sau một vài năm thì Uber đã trở thành một công ty vận tải con người lớn nhất trên thế giới
với sự có mặt ở hơn 60 quốc gia và 400 thành phố. Bạn thấy thế nào ạ? Quá ấn tượng có đúng không ạ? Đó là ví dụ thứ 3 mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay. Với 3 ví dụ này thì tôi muốn nhắc lại với bạn rằng các khách hàng hiện tại của bạn chính là những tài sản quý giá nhất. Tuy nhiên bạn cần phải biết cách khai thác họ. Chứ đừng chỉ nghĩ rằng khách hàng đến với mình một lần hoặc là vài lần rồi thôi, hay là chỉ mình họ mua thôi là đủ. Bởi vì tôi đã vừa cho bạn thấy những con số rất ấn tượng rồi, có đúng không ạ? Một lần nữa, nếu như bạn muốn tôi nói về cách xây dựng cái chương trình giới thiệu khách hàng mới này như thế nào, thì hãy comment là tôi muốn khách hàng giới thiệu sản phẩm của mình tới nhiều người khác ở phía dưới video này. Tôi sẽ nói kỹ hơn trong các video tiếp theo, có được không ạ? Và trước khi kết thúc video này, thì tôi sẽ chia sẻ lại với bạn những con số vô cùng ấn tượng từ khảo sát của Nielsen về hiệu quả của các chương trình giới thiệu khách hàng. Đó là, thứ nhất, nếu như bạn có chương trình giới thiệu hiệu quả, thì trung bình 65% khách hàng mới tìm đến bạn sẽ đến từ cái chương trình này. Thứ hai, 92% khách hàng sẽ tin tưởng vào sản phẩm và dịch vụ khi được giới thiệu. Thứ ba, khách hàng mới có khả năng mua cao gấp 4 lần nếu như được bạn bè giới thiệu. Thứ tư, các phần thưởng không bằng tiền mặt, ví dụ như là trong trường hợp của Tesla mà tôi chia sẻ với bạn đó, thì có hiệu quả cao hơn 24% so với các phần thưởng bằng tiền mặt. Và thứ năm, tổng giá trị của toàn bộ vòng đời của khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn sẽ cao hơn 16% so với những khách hàng không được giới thiệu. Đó chính là một nguồn doanh thu tăng thêm rất lớn trong tương lai đối với công ty của bạn. Có đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp bạn nâng cao chất lượng công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.